Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, rằm Trung Thu, rằm tháng 8 âm lịch là một trong những ngày tốt đẹp nhất trong năm. Bởi thời điểm này, dương khí rất mạnh, do nhà nhà và người người đều hoan hỉ, vui tươi để sum họp, quây quần bên nhau để đón một cái Tết Trung Thu ấm áp, hạnh phúc. Phong thủy khai vận trong Tết Trung Thu là những nghi thức cầu mong may mắn, nghênh đón cát lợi, giúp vận trình hanh thông, suôn sẻ hơn. Theo đó, bốn con giáp may mắn dưới đây sẽ dễ dàng nhận được những phúc lộc từ đất trời. Việc làm ăn trong ngày này và sau đó sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi. Cùng nghe video này xem bạn có nằm trong danh sách này không. 1. Tuổi Tuất vốn là một trong những con giáp may mắn nhất trần gian. Sau Tết Trung Thu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tốt đến không ngờ, mọi chuyện ngày càng thêm thuận lợi. Kẻ tiểu nhân đeo bám trước đây được tự chuyển đổi tâm tính, hòa nhã với người này hơn, thậm chí còn mở ra không ít cơ hội phát triển trong tương lai cho con giáp này. Công sức bỏ ra được đáp đền xứng đáng. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cũ càng thêm thân thiết và tin tưởng bạn. Hàng hóa bán chạy vô cùng, người này bảo người kia, tin lành đồn xa, chuyện làm ăn càng ngày càng thêm phát đạt. Đặc biệt là sau Trung Thu có thêm nhiều cơ hội để người tuổi Tuất thể hiện khả năng của mình. Hơn nữa, đường tình hoa đào nở rộ, có lẽ bạn không còn cô đơn lâu nữa đâu. 2. Tuổi Thìn. Thực ra trước dịp Tết Trung Thu, tài vận của người tuổi Thìn cũng chỉ ổn định bình bình mà thôi, không quá tốt cũng không quá xấu. Đôi khi sự ổn định ấy đã là điều may mắn lắm rồi, đừng nên mơ ước quá xa xôi. Định mệnh an bài, cái gì của mình sẽ là của mình. Còn nhiều thứ dù vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng đâu chắc đã được đáp đền xứng đáng. Có điều xét một cách tổng thể thì vận trình của con giáp này trong khoảng thời gian sau Trung Thu đều cực kỳ tốt, bởi phần lớn những việc họ đang làm đều giành được thành công, cả sự nghiệp lẫn tài lộc hay tình yêu đều được thỏa nguyện. May mắn đủ đầy đến thế thì lỡ có phải hy sinh chút ít cũng đâu có gì. Có mất thì có được, đâu thể hoàn hảo. Đôi khi cái mất đi sẽ mang lại cho chúng ta nhiều thứ hơn nữa ấy chứ. Các chú rồng của chúng ta hãy sẵn sàng để chờ đón vận may lớn sắp tới nhé. 3. Tuổi Tý. Nếu trong khoảng thời gian trước Trung Thu mà người tuổi Tý gặp phải chuyện gì không được như ý thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Quý nhân đang ở bên hỗ trợ, chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua. Chẳng có trở ngại nào có thể cản đường con giáp này tiến bước cả. Cứ chờ đi, thời điểm chuyển vận sẽ đến ngay thôi. Có thể nói, vận may trong thời gian này của những chú chuột chủ yếu là ở nhân duyên hài hòa. Trong xã hội với bao cạnh tranh khốc liệt, không có người khác giúp đỡ tương trợ thì người có năng lực đến đâu cũng khó bề làm nên đại sự. Chưa kể đến xung quanh còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân muốn vùi bạn xuống bùn sâu nữa. Người tuổi Tý quả là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu, khi mà liên tiếp gặp được quý nhân, muốn thất bại cũng khó. 4. Tuổi Mão. Mặc dù trước Trung Thu, người tuổi Mão có gặp phải chút chuyện mất mát, chút tiền bạc,
nhưng về cơ bản thì vận trình vẫn khá tốt, tốt hơn so với những con giáp còn lại. Tiền kiếm về rủng rỉnh nên có tổn hao chút chút cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cứ yên tâm đi, bởi sau Tết Trung Thu thì may mắn sẽ tới càng nhiều, chuyện đen đủi sẽ tiêu tan nhanh chóng. Không có việc gì khiến cho bạn phải đau đầu suy nghĩ nữa. Người tuổi Mão vốn có tính cởi mở, thẳng thắn, là người nghĩ gì nói nấy, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Thời gian Tết Trung Thu được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Con giáp này nhận được tin vui liên tiếp, đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng xổ số hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn. 4. Tuổi Tỵ. Rắn là con vật luôn di chuyển một cách nhẹ nhàng, khiến con mồi mất cảnh giác. Chỉ cần thời cơ đến, nó sẽ nhanh chóng tiếp cận con mồi, tấn công và hạ gục ngay lập tức. Giống như con vật họ đại diện, những người tuổi Tỵ luôn hành động rất cẩn thận, bình tĩnh và thường không nóng vội. Con giáp này ít khi chịu lùi bước khi gặp khó khăn. Chỉ cần có cơ hội là sẵn sàng bước tới, quyết tâm thực hiện tới cùng. Tháng 9 dương lịch này, cụ thể là khoảng thời gian trước Trung Thu, bản mệnh sẽ có cơ hội thể hiện bản thân mình. Nếu như trước đây, tuổi Tỵ cố gắng nhiều, song vận trình còn gặp nhiều trắc trở, thì từ thời gian này trở đi, bản mệnh sẽ thấy vận trình thay đổi một cách bất ngờ. Những khó khăn được giải quyết, cơ hội mới mở ra. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với chính vận may của mình. Tuổi Tỵ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đây sẽ là một trong những con giáp rủng rỉnh nhất sau lễ Trung Thu này. Bạn thân mến, trên đây là bốn con giáp sẽ nhận được vận may lớn sau rằm Trung Thu. Điều này không có nghĩa là 8 con giáp còn lại sẽ không có gì nhé. Người ta nói vận may đến từ người biết cố gắng. Bạn cứ vui vẻ, lạc quan thì sẽ thu hút được điều mình mong muốn. Ngoài ra, trong phong thủy cũng khuyên bạn nên làm những điều này để thu hút tài lộc và tình duyên trong thời điểm quan trọng này. Đồng thời, cũng có những điều kiêng kỵ mà các nhà phong thủy khuyên bạn nên tránh. Bây giờ, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay đến bạn những điều nên làm trong ngày rằm Trung Thu để mang lại may mắn. 1. Rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm thích hợp để mặc những trang phục màu đỏ để hút thêm may mắn, tài lộc, đồng thời giúp bản thân tránh được những điều bất lợi. 2. Nam nữ còn độc thân, nếu muốn căng vận đào hoa cho mình thì nên đeo vòng dây cát tường màu đỏ, có thể đeo ở cổ tay, cổ chân đều được, nhưng phải tuân theo nguyên tắc nam trái nữ phải. 3. Vầng trán trên khuôn mặt con người được coi là nơi hút tài lộc, vì thế khi ra ngoài chơi trăng trong đêm rằm tháng 8, chị em phụ nữ không nên để tóc mái che kín cả vầng trán, khiến cho khuôn mặt trở nên tối tăm. Hãy vén tóc gọn sang hai bên để có thể đón nhận tài lộc, may mắn. 4. Vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, trước khi ra khỏi nhà hay khi trở về nhà, bạn nên thắp một nén nhang để cầu bình an, may mắn. Những điều kiêng kỵ nên tránh trong rằm Trung Thu. 1. Nếu như gần dịp Tết
Tết Trung Thu mà bạn gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như thường xuyên đau ốm, bệnh tật, khó chịu trong người, thì bạn không nên ra ngoài, hạn chế tham gia các hoạt động đón trăng, vui đùa ở nơi xa. Tốt hơn hết, nên dành nhiều thời gian quây quần bên gia đình, cùng chia sẻ niềm vui tiếng cười, thưởng thức bánh trà dưới ánh trăng. 2. Đối với phụ nữ mới sinh hoặc mới sảy thai, cơ thể còn yếu, vì vậy cần tránh ra ngoài vào ban đêm, cũng không nên ngồi ngoài phá cỗ, bởi ánh trăng trong đêm rằm mang âm khí rất nặng, không tốt cho cơ thể của những người có thể trạng yếu. 3. Nếu như vừa chuyển nhà hay đang trong thời gian làm nhà, nếu như cảm thấy mình đang bị vận xui theo đuổi, thì cũng không nên tham gia các hoạt động chơi trăng, tránh tích tụ thêm âm khí vào người. 4. Những cặp đôi đang gặp phải cãi vã, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, cũng không nên đi thưởng nguyệt ở nơi xa, đặc biệt là nam giới. Tình cảm đi xuống là dấu hiệu của sự đen đủi, ra ngoài vào đêm trăng lại rất dễ vướng âm khí vào người. 5. Những ai công việc đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, đường tài lộc không mấy thuận lợi, thì nên chuẩn bị một mâm phá cỗ ở nhà, mời bạn bè, người thân đến dự để cùng nhau tâm sự. Tránh ra ngoài đêm khuya, nếu không sẽ rất dễ bị vận xui rủi vận vào người. Mách bạn 4 mẹo phong thủy khai vận trong Tết Trung Thu. 1. Thanh lý vật cũ, trưng bày cây xanh. Trước đêm Trung Thu, các nhà phong thủy khuyên bạn hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thanh lý những đồ đạc cũ, hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng, sắp xếp lại những vật dụng kỷ niệm và cất chúng gọn gàng. Như vậy, không những mang tới không gian thoáng đãng, mới mẻ cho ngày lễ thêm tưng bừng và còn cải thiện phong thủy. Bên cạnh đó, bày cây xanh, thực vật xanh trong nhà có tác dụng tăng cường sinh khí, nâng cấp gia vận. Những vị trí tốt nhất để bày là phòng khách, cửa chính, cửa sổ để nghênh đón cát khí, nhà vệ sinh để giảm bớt xú khí, giải trừ hung hiểm. 2. Càng đông người càng vượng phúc. Trung Thu là Tết tình thân, là dịp tụ họp gia đình, tăng tình đoàn kết, gắn bó thân thiết. Càng đông người càng thêm phúc lộc. Nếu trong nhà nhân khẩu ít ỏi, người thưa thớt, thì nên mời bạn bè, họ hàng làng xóm tới cùng chung vui để tạo không khí náo nhiệt. Càng tưng bừng, phấn khởi thì gia vận càng thịnh vượng, hỷ khí vây quanh, mọi chuyện đều khởi sắc. Kỵ nhất là nhà vắng lạnh, không tiếng cười nói, không tổ chức lễ hội sẽ khiến phong thủy đi xuống. 3. Tế trăng cầu phúc. Người phương Đông có rất nhiều ngày lễ truyền thống, mỗi ngày lễ đều không thể thiếu tập tục lễ bái thần linh cầu phúc. Vị thần chủ quản lễ Trung Thu là Nguyệt Thần, trong Phật giáo là Nguyệt Quang Bồ Tát. Tết Trung Thu tụng chú Nguyệt Quang Bồ Tát tán tai cầu an. Sắp lễ gồm hoa quả bánh trái, dâng hương dưới trăng, hướng tới các vị đó cầu phúc cho gia trạch bình an khỏe mạnh, mùa màng bội thu, người yêu thành thân thuộc. Người Việt còn có tục cúng lễ ông bà tổ tiên, thắp hương mời người đã khuất về cùng đón lễ với con cháu, thể hiện tinh thần đoàn viên, kết nối tâm linh. Ngày rằm đẹp nhất trong năm
cũng là dịp cầu duyên cầu tình rất tốt. Dưới ánh trăng hiền hòa dịu mát, cầu ông tơ bà nguyệt xe duyên hoàn thành nguyện ước, đeo lên tay sợi dây kết cát tường phong thủy, nhân duyên sẽ nhanh tới. Ngày này mà tiến hành việc hỷ thì vợ chồng thuận hòa yên ấm, hạnh phúc tới đầu bạc răng long. 4. Đốt đèn vượng tài. Một trong những mẹo phong thủy khai vận trong Tết Trung Thu là đốt đèn lồng để cầu mong thuận lợi tài chính. Trên trời có trăng sáng dịu dàng, trong nhà có hơi ấm của lửa, vừa thân mật gần gũi lại có tác dụng về mặt phong thủy. Tương truyền, thần tài thấy nơi đây đông vui náo nhiệt nên ghé tới, đốt đèn nến ở tài vị để thuận tiện dẫn đường cho ngài. Gia đình chiêu tài vượng vận rất tốt. Bạn thân mến, hy vọng video này sẽ mang đến những thông tin hữu ích về ngày rằm Trung Thu sắp đến, để bạn biết cách chào đón tài lộc và tình duyên đến cho mình. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.